Thưa quý vị, thưa các bạn, để hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh. Thời gian qua, hoạt động xúc tiến thương mại được tỉnh Thanh Hóa chú trọng, điển hình như việc phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022 vừa qua. Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022 tại Thanh Hóa là chuỗi sự kiện do Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp chỉ đạo thực hiện. Hội chợ được tổ chức với quy mô 400 gian hàng tiêu chuẩn của 150 đơn vị, doanh nghiệp, 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và ngoài khu vực tham gia. Đây là hoạt động khuyến công có quy mô cấp vùng, có ý nghĩa kinh tế và chính trị quan trọng nhằm quảng bá giới thiệu hình ảnh tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, thương mại, dịch vụ, văn hóa, du lịch tỉnh Thanh Hóa với các địa phương trong cả nước, đồng thời là cầu nối giúp các địa phương doanh nghiệp trưng bày giới thiệu tiềm năng phát triển các mặt hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các ngành nghề truyền thống, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm ô cốp của các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước nhằm tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Theo đánh giá của ban tổ chức, hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu tổ chức tại Thanh Hóa nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2022 là cơ hội cho các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các doanh nghiệp cũng như các tổ chức và cá nhân gặp gỡ, tìm hiểu, trao đổi, tìm kiếm đối tác, quảng bá thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường kinh doanh và thiết lập mối quan hệ sản xuất kinh doanh, ký kết các hợp đồng kinh tế, tạo nền tảng định hướng cho chiến lược phát triển. Theo góc nhìn của tôi, hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu tổ chức tại Thanh Hóa, đây là hoạt động rất thiết thực để mà các sản phẩm của tỉnh Thanh Hóa được quảng bá đến bạn bè trong tỉnh cũng như trong khu vực. Và bên cạnh đó thì các cái doanh nghiệp ở khu vực về Thanh Hóa thì chúng tôi cũng có điều kiện tiếp cận được cái sản phẩm tiêu biểu và đặc biệt là trong việc nông nghiệp nông thôn. Và đây là hoạt động thiết thực để quảng bá những sản phẩm nông sản của chúng tôi cũng như là của các doanh nghiệp trong khu vực. Thông qua cái hội chợ này thì mọi người sẽ được giới thiệu được cái thương hiệu của mình cũng như cái chất lượng của mình đến với người tiêu dùng. Và trong cái hội chợ này mọi người, những người tiêu dùng sẽ được tiếp cận với những thương hiệu của Việt Nam mình rất là tốt và quảng bá được cái hình ảnh của các thương hiệu trong cái dịp chợ này cũng là một cái cơ hội rất là may mắn cho các doanh nghiệp ạ. Chúng tôi xác định thị trường Thanh Hóa là một trong những cái thị trường lớn mà chúng tôi hướng tới. Bởi vì thị trường Thanh Hóa nó có 27 huyện thị, mật độ dân số đông, hai là diện tích là rất là rộng và cái mức độ cái đời sống tiêu dùng của người dân ở Thanh Hóa ngày càng được nâng cao. Chính vì thế chúng tôi xác định là cái mục tiêu quan trọng của cái hội chợ lần này là chúng tôi nhằm quảng bá cái sản phẩm của mình để bà con và nhân dân tỉnh Thanh Hóa hiểu biết trước hết và hiểu biết được cái sản phẩm của công ty Liên Hạnh Thái Bình. Từ đó chúng tôi đã xây dựng được cái thị trường cung ứng và bán lẻ ở cái thị trường Thanh Hóa. Những năm gần đây, công tác xúc tiến thương mại và thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa được duy trì và phát triển mạnh về số lượng cơ sở, về các loại ngành nghề cũng như giá trị sản xuất và kim ngạch xuất khẩu. Các nhóm ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ yếu của Thanh Hóa là chế biến lâm sản, sản xuất hàng may mặc, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản, sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ. Thanh Hóa hiện có nhiều làng nghề tiểu thủ công nghiệp có thương hiệu truyền thống khá nổi tiếng như cói Nga Sơn, mây che đan Hoàng Thịnh, đúc đồng Triệu Sơn. Vì vậy, Thanh Hóa lựa chọn việc tổ chức tham gia hội chợ là một kênh xúc tiến thương mại quan trọng. Năm 2022 thì Bộ Công Thương và Ủy ban tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo giao cho Sở Công Thương Thanh Hóa phối hợp với Cục Công Thương địa phương triển khai chuỗi các sự kiện ngành công thương 28 tỉnh khu vực phía Bắc. Trong đó thì có cái hoạt động về hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu 28 tỉnh khu vực phía Bắc. Các cái sản phẩm được giới thiệu tại hội chợ triển lãm dịp này cốt lõi đó là những sản phẩm mà đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực. Ngoài ra là các cái sản phẩm ô cốp của các tỉnh, thành phố, các cái cơ sở công nghiệp nông thôn có thể trao đổi giao thương hàng hóa cũng như là tìm kiếm thị trường, mở rộng sản xuất. Theo Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm Năng lượng Sở Công Thương Thanh Hóa,
Thông qua các hoạt động hội chợ, người tiêu dùng có điều kiện được tiếp cận với hàng hóa có chất lượng cao do các doanh nghiệp trong nước sản xuất. Đồng thời, các doanh nghiệp có cơ hội khảo sát nhu cầu tiêu dùng của người dân, tìm kiếm thị trường, mở chi nhánh, mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm và hợp tác phát triển sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Thanh Hóa là thị trường rộng, đông dân, là cơ hội để xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt, tôn vinh thương hiệu Việt của các doanh nghiệp, gắn kết doanh nghiệp với thị trường nông thôn, thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, có giá cạnh tranh so với hàng nhập ngoại. Việc tổ chức hội chợ công nghiệp nông thôn tiêu biểu 28 tỉnh khu vực phía Bắc tại Thanh Hóa sẽ giúp cho doanh nghiệp địa phương mở rộng kết nối giao thương, quảng bá và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước.